Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc phát sóng tối nay gồm những nội dung chính như sau. Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm 2014 và phương hướng kế hoạch 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại phường Lộc Sơn. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 21 tháng 11, Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị trực tuyến để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm 2014 và triển khai phương hướng kế hoạch giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2015. Tại đầu cầu Bảo Lộc, đồng chí Lê Hồng Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đồng chí Bùi Thắng, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố cùng lãnh đạo các cơ quan đơn vị, phòng ban chuyên môn đã về dự hội nghị. Năm 2014, giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản toàn tỉnh đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2013. Sản xuất công nghiệp đạt 9.900 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 5.860 tỷ đồng, bằng 98% dự toán địa phương. Tổng mức đầu tư xã hội đạt 18.500 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 29.000 lao động. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 46%. Toàn tỉnh đã thu hút 4,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt gần 250.000 lượt, tăng 9% so với năm 2013. Công tác xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều kết quả. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 3%, giảm 1,5% so với năm 2013. Trên lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng tiếp tục được giữ vững. Đến nay, tỉnh đã có 15 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí về nông thôn mới. Hội nghị cũng đã thông qua phương hướng kế hoạch năm 2015, tập trung thực hiện đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020. Tăng cường huy động các nguồn lực trong và ngoài nước, đầu tư phát triển kinh tế, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2011-2015 gắn với xây dựng nông thôn mới. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc phát trên website baoloconline.lamdong.vn. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Đoàn kiểm tra Hội đồng Nhân dân thành phố Bảo Lộc vừa có buổi làm việc với phường Lộc Sơn về công tác bảo vệ môi trường. Trên địa bàn phường Lộc Sơn có trên 450 doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh ăn uống, vật liệu xây dựng, thu mua nông sản, góp phần làm gia tăng đáng kể ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Để công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo, thời gian qua, phường Lộc Sơn thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất như sử dụng hầm phốt, đệm lót sinh học, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra các công ty, nhà máy, xí nghiệp xả chất thải gây ô nhiễm môi trường. Qua các đợt kiểm tra, phường đã xử phạt hành chính 3 trường hợp, tiến hành hòa giải nhiều trường hợp. Đến nay, các hộ, gia đình, các doanh nghiệp đã ý thức hơn trong việc tham gia bảo vệ môi trường. Tại buổi làm việc về công tác bảo vệ môi trường với Ủy ban dân phường Lộc Sơn, ông Nguyễn Văn Hậu, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố, ghi nhận những kết quả phường đạt được, đồng thời đề nghị cán bộ làm công tác kiểm tra môi trường phải thường xuyên và kịp thời nghiên cứu các tài liệu, văn bản liên quan để thực hiện theo đúng thẩm quyền, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Tại hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2014, tổ dân phố 10 phường 1 đánh giá hiện nay toàn tổ có 186 hộ, chủ yếu là kinh doanh. Hàng năm, cán bộ nhân dân đã thực hiện nghĩa vụ thuế đạt 100%, đóng góp xây dựng cải tạo nâng cấp các tuyến đường, không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, giữ vệ sinh môi trường, tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại tổ dân phố. Đời sống của bà con không ngừng được nâng lên, đến nay tổ dân phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm, số hộ đạt mức sống khá giàu ngày càng tăng. Công tác y tế giáo dục được quan tâm đẩy mạnh. Đánh giá cuối năm có trên 94% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Hội Từ thiện Tâm Đức đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho cô giáo Trần Thị Hoa, thường trú tại phường Lộc Sơn.
Tại nơi đến, hội đã gửi lời chúc mừng đến cô, đồng thời trao nhiều phần quà như sách vở cho học sinh nghèo, 25kg gạo, sữa, tổng trị giá 1 triệu đồng và tiền mặt do các hội viên đóng góp. Được biết, do tai nạn khi lao động cách đây 18 năm, nên cô Hà đã bị liệt nửa người. Đến nay, tuy không dạy học ở trường, nhưng cô vẫn tổ chức dạy cho các em học sinh nghèo tại nhà. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc tại Huế, năm 7 tuổi được gia đình cho theo học piano. Những tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, khi khoan khi nhạc, lúc réo rắt, lúc khoan thai đã thực sự thu hút cô học trò nhỏ Ái Lan. Và cũng từ đó, cây đàn piano như một người bạn thân thiết với bà suốt thời thơ ấu. Sau những tháng ngày miệt mài học tập ở cả hai lĩnh vực biểu diễn và sáng tác, bà được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Với bà, đây vừa là niềm vinh dự, vừa là động lực để bà tiếp tục nuôi dưỡng, phát triển niềm đam mê âm nhạc của mình. Năm 1989, khi cùng chồng vào Bảo Lộc lập nghiệp, bà quyết định mở lớp dạy piano ngay tại nhà riêng với mục đích được tiếp tục gắn bó cuộc đời cùng piano và gửi gắm hy vọng, truyền ngọn lửa đam mê cho những cô cậu học trò nhỏ của mình. Từ lớp học năm đầu tiên, vỏn vẹn có một cây đàn với 5 đến 8 học sinh, đủ mọi lứa tuổi. Nhưng chỉ sau 2 năm, con số học sinh đã tăng lên 30 em. Và cao nhất là thời điểm năm 1994, lớp học có tới 52 học sinh. Cô nghĩ rằng tài năng ở đâu nó cũng có cả. Chứ không nhất thiết là tài năng cứ phải ở những thành phố lớn. Không nhất thiết tài năng cứ phải ở những đô thị và những môi trường khác lớn hơn. Cô suy nghĩ của cô là vậy, cho nên cô chọn cùng chồng ở tạm, cô vẫn thấy hạnh phúc. Mà từ cái hạnh phúc ước mơ nhỏ của cô đó, cô ươm mầm cho cái lớp đàn, cô mở lớp đàn. Chọn được con đường đi đúng với sở thích, với niềm đam mê, nên suốt hơn 20 năm qua, dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng học viên và phát triển piano tại phố núi, nhưng nhạc sĩ Ái Lan luôn nỗ lực vượt qua để gắn bó với nghề. Cũng xuất phát từ nguyên do này, mà hiện tại, dù đang là chi hội phó chi hội nhạc sĩ Việt Nam tại Đà Lạt, chuyên ngành sáng tác, nhạc sĩ Ái Lan vẫn dành phần lớn thời gian trong ngày để tiếp tục đào tạo, dẫn dắt các em học sinh muốn tìm hiểu sâu hơn về bộ môn dương cầm. Hiện lớp học đã có 4 cây đàn, 42 học sinh và tiếp tục mở rộng quy mô trong năm 2015 cũng như những năm tiếp theo. Về học trò của mình, nhạc sĩ Ái Lan cho biết, mỗi thế hệ học sinh đến với bà với môn âm nhạc cổ điển này đều có những nét riêng để lại nhiều ấn tượng, nhưng sâu sắc và đem đến cho bà những thú vị, động lực và niềm tin để phát triển bền vững môn dương cầm tại Bảo Lộc trong tương lai, thì phải nói đến những học sinh theo học khóa học từ 2011 tới nay. Trở lại nghề sau 5 năm gián đoạn, Ái Lan đón cô học trò đầu tiên vào năm 2011, khi cô bé Tuệ Minh chưa kịp bước sang tuổi thứ tư. Khó khăn chồng chất khi em không chỉ chưa biết chữ, chưa biết tí gì về nhạc lý, mà cả những nề nếp cơ bản của một đứa trẻ cũng chưa hoàn thiện. Thế nhưng như có cái duyên từ trước và bằng tấm lòng của một cô giáo, cùng với sự cộng tác nhiệt tình của gia đình học viên, Tuệ Minh đã dần tiếp cận được với bộ môn đường trường piano và ngày càng tiến bộ rõ nét. Thư Kỳ cũng là một trong số những học trò xuất sắc của lớp học dương cầm La Pensée. Mặc dù mới 7 tuổi và theo học dương cầm khoảng 18 tháng, nhưng hiện tại Thư Kỳ đã có thể thực hiện thể loại song tấu, một trong những thể loại rất khó, và chơi thành thạo bản sonat 3 chương dài 19 trang. Một trong những học trò mà cô giáo Ái Lan cũng thường hay nhắc đến là Hải Ngân. Tương tự như những học trò khác, Hải Ngân đến với lớp nhạc La Pensée khi chưa biết về nhạc lý, ký, xướng âm. Nhưng với sự dẫn dắt tận tình của cô giáo Ái Lan, chỉ sau hơn 5 tháng tập luyện,
Hải Ngân đã thành thục lướt trên mỗi phím đàn và em còn có thể tự sáng tác một đoạn nhạc theo yêu cầu của cô. Thì cô rất là dịu dàng với em. Cô em không đánh được nốt nào là cô chỉ từng nốt một luôn. Là cô ngồi cạnh em kèm cặp suốt cái nguyên một tiếng đồng hồ. Đó, thì bên cạnh đó cũng có những bạn khác thì cô kiểm tra bài em rồi cô qua kiểm tra bài các bạn. Thì qua 3 tháng học em thấy cô rất là dịu dàng, cô rất hiền, với lại cô rất thương học trò của mình. Em cảm thấy mình tiến bộ hơn rất là nhiều, đó là nhờ sự giúp đỡ của cô, nhờ sự chỉ bảo của cô. Thì đến bây giờ em đã có thể tập được một phần, một chương của bản sonat. Quá nhiều khó khăn cho được cái bộ môn này, nó quá khó. Để thứ nhất là phải diễn giải cho phụ huynh đem các con em đến học cái gì. Cái bộ môn này là đòi hỏi từ ngón đàn tất cả mọi trí tuệ, rồi năng khiếu, đường trường. Nó quá dài hơi. Cô phải nói gì để cho phụ huynh hiểu được rằng ở tại xứ sở nhỏ này, cái bộ môn này nó không hề nhỏ chút nào. Cái quá khó khăn ngay từ đầu. Và cô đã gặp rất nhiều khó khăn đó. Ý như là tưởng tượng, một cái nhiều phụ huynh đã hỏi cô như thế nào. Thưa cô, bao nhiêu khóa thì con chúng tôi sẽ được. Đó là một cái những cái khó khăn và cô đã giải quyết cái việc khó khăn đó bằng cách rất tế nhị, nhẹ nhàng. Hành động và cô dạy. Tiếng đàn của các em lớn dần sự đam mê đó từ nhiệt huyết của cô và các em không thể rời lớp được. Các em là cái sự tự động nó tự vào và cái câu trả lời đó là bao nhiêu năm rồi bao nhiêu khóa nó không còn nữa. Nó mất biến dần ở sự khó khăn của cô vì phụ huynh họ hiểu được rằng cách dạy của cô. Thứ nhất, và họ hiểu được rằng sâu rằng bộ môn này quá ư có đường trường, quá ư có sự đầu tư và quá ư nghiêm túc. Cái đó là một cái khó khăn và cô đã vượt lên bằng cách cô không cần nói nữa và cô bằng hành động dạy và luyện tập. Kể về những cô cậu học trò, về chặng đường đào tạo học viên và những thăng trầm với nghề, nhạc sĩ Ái Lan không quên những tháng ngày miệt mài hướng dẫn học trò tập luyện và cả những thành công ngoài mong đợi trong các đợt dẫn dắt học trò biểu diễn tại Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, rồi được HTV7, HTV9, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mời biểu diễn trong hai chương trình Cây đàn em yêu và Giọt sương mai, định kỳ 2 lần một năm vào các dịp trước Tết và sau hè. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là lần biểu diễn ra mắt tại địa phương trong đợt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay. Với 18 tiết mục được tập luyện bài bản, công phu, có chủ đề và dàn dựng kỹ lưỡng, trong đó một tiết mục hợp xướng do chính nhạc sĩ viết và dàn dựng cho toàn thể học viên biểu diễn, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng phụ huynh và khách mời tham dự. Nhạc sĩ Ái Lan tâm sự, bà hy vọng sau đợt biểu diễn ra mắt tại địa phương lần này sẽ có nhiều người hiểu hơn về bộ môn piano. Với những em đã có cơ hội theo học và có niềm đam mê sẽ tiếp tục rèn luyện theo đuổi bộ môn này trên con đường chuyên nghiệp. Cái định hướng cho thế hệ vàng đưa các cái khả năng tài năng nhỏ của các em này đi về thành phố, đó là một nguồn định hướng của cô. Có lý do nữa là nhạc Việt Quân đội Hà Nội cũng đã gọi điện thoại cho cô, động viên cô thu hút tất cả các em ở phía Nam Tây Nguyên này, đặc biệt dân tộc thiểu số, vì họ đang ưu tiên cái 5% đó. Cô đang còn định hướng một cái tiếp nữa là các em phải trở về nhạc Việt hai lứa. Các phụ huynh cũng hiểu được cái định hướng đó, ai muốn theo ngành đó, ai muốn thật sự đi theo chuyên môn này là sắp phải ghi tên trong sổ và cô sẽ người chốt lại trách nhiệm huấn luyện để đưa về hai đợt, một đợt 9 tuổi và một đợt 18 tuổi. Gắn bó cả một đời với piano, dành như gần hết thảy thời gian và tâm huyết cho việc đào tạo, bồi dưỡng, tập luyện cho những học trò yêu thích bộ môn này. Nguyện vọng lớn nhất của nhạc sĩ Ái Lan là Le Pansé sẽ trở thành cái nôi đào tạo bộ môn dương cầm có chất lượng chuyên sâu về kỹ thuật và kỹ năng, để sau từ 5 đến 10 năm nữa sẽ có những thế hệ học trò tiếp bước bà trên con đường nghệ thuật, cùng bà mở rộng, phát triển bộ môn dương cầm ngay trên chính mảnh đất quê hương Bảo Lộc thân yêu.
Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Bảo Lộc phát sóng tối nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Để theo dõi lại nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn truy cập website baoloconline.lamdong.vn. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.